Thần tài dẫn lối, đúng năm 2024 tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 nam mạng, gặp may liên tiếp, công việc suôn sẻ trăm bề, tài lộc hanh thông, tiền bạc nhét chật két. Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trên đời này thì chẳng có ai có lẽ là không mong muốn số mệnh của mình tốt đẹp, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc sống luôn hạnh phúc ấm êm, chẳng có nhiều điều phải lao tâm khổ tứ. Số mệnh con người, ắt tốt hay xấu thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Trong đó chúng ta sinh ra thuộc ai trong số 12 con giáp cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Vậy trong số lục thập hóa giáp, những mệnh chủ nào trời định làm người tốt số? Số trời sinh mang mệnh đắc tài phú quý trong năm 2024. Chỉ cần sống chân thành sẽ được phúc đáp xứng đáng. Cuộc sống tiền bạc viên mãn, 10 phân vẹn 10. Cuộc đời con người rất sợ, rất ám ảnh việc nợ nần túng thiếu. Nhưng mỗi người, mỗi một hoàn cảnh, sẽ có lúc bạn sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh mình không hằng mong muốn. Trời không trệt đường sống của ai. Những khó khăn trong cuộc sống chỉ là một phần thử thách để tô điểm cho thành công của bạn mà thôi. Và tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 nam mạng được dự báo rằng trong năm 2024 này sẽ có số hưởng. Dù đang nợ nần, khó khăn thế nào thì chắc chắn sẽ được quý nhân tương trợ. Thân tài chỉ đường ban lộc, cát tinh cao chiếu, mọi việc sẽ suôn sẻ và ổn định hơn. Hãy cùng xem diễn biến vận trình năm và tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Kỷ Dậu như thế nào ở video chi tiết dưới đây nhé. Luận giải là số tử vi nam mạng tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, năm Giáp Thìn, 2024, gồm các nội dung chính sau. Phần 1. Đặc trưng phân biệt nam mạng tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, trong hệ tử vi đầu số. Phần 2. Chi tiết tử vi năm 2024 của nam mạng tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, theo can chi ngũ hành, sao chiếu mệnh, vận hạn, vận niên và tuổi âm. Phần 3. Đánh giá vận trình tử vi nam mạng tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, năm 2024, trên các phương diện. Phần 4. Luận hung cát tử vi 12 tháng năm 2024 của nam mạng tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Phần 5. Luận kết và cách hóa giải vận xui của nam mạng tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, trong năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết. Kỷ Dậu hay còn được gọi là báo hiệu chi kê, tức là gà báo hiệu. Năm sinh dương lịch, từ 16 tháng 2 năm 1969 đến mùng 5 tháng 2 năm 1970. Năm sinh âm lịch, Kỷ Dậu. Thiên can, Kỷ, tương hợp, Giáp, tương hình, Quý, Ất. Địa chi, Dậu, tam hợp, Tỵ, Dậu, Sửu. Tứ hành xung, Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Mệnh thổ, Đại trạch thổ, đất nền nhà. Tương sinh, Kim, Hỏa. Tương khắc, Thủy, Mộc. Mạng, Đại trạch thổ, đất nhà lớn. Khắc thiên thượng thủy, con nhà Huỳnh đế, Quan Lộc. Xương con gà, tướng tinh con thỏ. Phật bảo Quan Âm độ mạng. Kỷ Dậu thuộc mẫu người trực tính, phúc hậu, cẩn thận và chu đáo, mẫu mực, kiên nhẫn, mang trong lòng nhiều hoài bão, đặc tính của can Kỷ. Thêm tính chất của chi Dậu rất chịu khó, siêng năng cần cù, đúng giờ giấc, cẩm tinh con gà, có óc tổ chức, ít khi lớn tiếng với ai, nhưng khi cần tranh cãi thì cũng bênh vực ý kiến của mình đến cùng. Nhận xét rất tinh tế, luôn đi trước người khác một bước trong mọi công việc. Nhìn rõ được xu hướng phát triển, có sở trường về kinh tế, tài chính. Tuổi Kỷ Dậu được số an bình, cuộc đời no đủ, về sau giàu có. Khi không gặp vận thì họ vẫn đủ ăn đủ mặc, khỏi lo đói rách. Người này được hư không tàng Bồ Tát ban trí tuệ nên thông minh lanh lợi. Họ cứng cỏi nhưng không khiêm tốn lắm. Tâm trí họ luôn bận bịu, lo tính đủ đường. Tuổi Kỷ Dậu có số kinh doanh làm giàu. Cuộc đời họ phải thay nhà, đổi đất vài ba lần. Người có tinh thần tự lập, họ không nhờ vả mẹ cha. Một mình lo liệu mọi việc êm thấm đâu vào đấy. Người tuổi Kỷ Dậu có hậu vận khá, nếu sống từ thiện thì hưởng thọ lâu dài.
Tuổi Kỷ Dậu tài năng mưu lược, tự thân xử lý vấn đề êm ấm. Cuộc sống người này hay phải cạnh tranh nên thâm tâm không được thư thái. Người này không thích người mồm mép, họ thường giúp đỡ bạn bè nhưng bạn bè của họ không có hậu, hay phản bội tranh giành, đấu đá lẫn nhau. Nam tuổi Kỷ Dậu, thiên can mang chữ Kỷ, có các sao Văn Khúc, Vũ Khúc, Tham Lang, Thiên Lương và Tứ Hóa, là người có nhiều tham vọng, nhưng cuộc sống phải đặt trên nền tảng đạo đức, sự nghiệp mới bền vững. Với can sinh chi, cuộc sống gặp nhiều xuôi thuận, công danh sự nghiệp dễ thành, trở nên tự mãn, tự cao. Những yếu điểm này cần đến đôi lần thất bại, để từ đó mới rút ra kinh nghiệm, dè dặt trong việc làm ăn. Là người có tài nên dễ thành tự cao, tự kiêu, trở ngại trong giao tiếp, khó làm nên việc lớn và dễ tạo nhiều kẻ thù, gây trở ngại lớn cho việc xây dựng sự nghiệp. Chữ tài đi với chữ tai một phần, hợp gần với số của Kỷ Dậu nam mạng, nên lấy đó mà làm kinh nghiệm. Tuổi trẻ có những khó khăn, từ 40 tuổi trở lên, sự nghiệp khá vững vàng, nhưng vẫn còn dao động. Nếu biết làm lành, lánh giữ, thì hậu vận sẽ giàu có, gia đình êm ấm, con cái nên danh. Sau đây là chi tiết tử vi năm 2024 của nam mạng tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, theo can chi ngũ hành, cung phi, sao chiếu mệnh, vận hạn, vận niên và tuổi âm. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, khi bước sang năm 2024, được dự báo sẽ có vận trình năm mới gặp nhiều yếu tố bất lợi đưa tới. Khi mà những người tuổi Kỷ Dậu nam mạng có vận trình thiên hợp, địa hợp với thiên can Mậu Thổ, hợp với Quý Thủy, tạo thành bố cục thiên ấn tương hợp thương quan. Địa chi Dậu Kim ám hợp với Thái Tuế. Ngoài ra, Kỷ Dậu ngũ hành thuộc Thổ gặp năm Giáp Thìn ngũ hành thuộc Kim. Với Thổ sinh cho Kim, ngũ hành bản mệnh bị sinh xuất cho ngũ hành của năm, cho nên xét thấy bản mệnh bị hao tổn. Mọi việc lúc đầu thuận lợi nhưng sau đều bị đổ bể, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng trong năm 2024 Giáp Thìn. 1. Xem tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969 nam mạng theo can chi ngũ hành. Về thiên can, thiên can Kỷ của người tuổi này ngũ hành Thổ gặp năm thiên can Giáp ngũ hành Mộc là tương hợp. Người tuổi này trong năm mưu cầu về công danh khá tốt, công việc kinh doanh làm ăn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, nhiều khả năng đầu tư chung, mở mang hoặc thêm mới các liên kết công việc. Khi xét tử vi năm 2024 Kỷ Dậu nam mạng về mối quan hệ liên quan tới ngũ hành thiên can thì chủ mệnh nên lưu ý ngũ hành thiên can năm 2024 Giáp Thìn khác với ngũ hành thiên can tuổi. Vì thế chủ mệnh có thể dễ đau ốm trong năm này, cần lưu tâm thêm về vấn đề sức khỏe và thăm khám đầy đủ, định kỳ. Về địa chi của người tuổi này là Dậu, gặp năm địa chi Thìn là quan hệ nhị hợp. Trong năm, người tuổi Dậu kinh doanh hay buôn bán đều có cơ hội mở mang thêm công việc. Bên cạnh đó, chủ mệnh được hỗ trợ của quý nhân trong các công việc, làm ăn đạt được thành quả mong muốn. Khi xét về ngũ hành địa chi của năm gặp ngũ hành địa chi của tuổi là tương sinh, thể hiện ý nghĩa tốt. Trong năm, chủ mệnh xuất tiền nhiều cho làm ăn hoặc có sự đầu tư kinh doanh. Về ngũ hành, người tuổi này ngũ hành Thổ gặp năm Giáp Thìn thuộc ngũ hành Hỏa, thể hiện về quan hệ tương sinh, rất tốt. Theo đó, đây là năm thuận lợi đối với chủ mệnh tuổi này. Cuộc sống đưa tới những tin vui mới. Luận tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2024 về việc mưu cầu liên quan đến danh vọng cũng được lợi. Bên cạnh đó, khi xuất tiền trong năm hay tiến hành mọi đầu tư trong kinh doanh đều dễ dàng và xuôi thuận. Đây cũng là năm rất tốt cho người thuộc hành Thổ xuất hành đi xa, bởi khó khăn nhận được hỗ trợ của quý nhân. Về cung phi tuổi này thuộc Tốn, có ngũ hành Mộc gặp năm Giáp Thìn thuộc Chấn, cũng có ngũ hành thuộc Mộc là Diên Niên. Ý nghĩa về năm Giáp Thìn có sự củng cố về gia đạo của người tuổi này. Sự nghiệp làm ăn kinh doanh thêm phần vững chắc, có quý nhân hỗ trợ. Theo tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2024, thì đây là năm tốt cho người cung phi Tốn, tiến hành thay đổi công việc, nhận được sự giúp đỡ của bạn bè.
ngũ hành của cung phi năm và cung phi tuổi là tương trợ, vì thế xuất hành đi xa trong năm có lộc đưa tới. 2. Xem tử vi năm 2024 kỷ dậu năm mạng theo sao chiếu mệnh. Sao chiếu mệnh tuổi kỷ dậu 1969 năm mạng gặp năm giáp thìn 2024 là sao thổ tú. Sao thổ tú là hung tinh trong cửu diệu niên hạn. Hạn thổ tú còn được gọi là ách tinh, dễ mang tai họa, xuất hành không thuận lợi, chăn nuôi thua lỗ. Người gặp sao thổ tú nếu không đề phòng sẽ bị tiểu nhân gièm pha, xuất hành không thuận lợi, gặp khó trốn quan trường. Sao thổ tú đến với tuổi nào thường thử thách lòng kiên trì, bản lĩnh của tuổi đó. Ban đầu công việc, các mối quan hệ xã hội có thể không thuận lợi như mong muốn. Nhưng nếu bản mệnh có sự chuẩn bị, có tâm huyết và tinh thần trách nhiệm thì vẫn sẽ gặt được những kết quả như ý. Về hôn nhân gia đình, dễ xảy ra xung đột, gia đạo hay căng thẳng. Bản mệnh mang nhiều tâm trạng, có nỗi buồn man mác, không có chủ định rõ ràng. Do vậy, cần nhất là bỏ bớt cái tôi của mình xuống, cùng chia sẻ với mọi người. Mỗi người nhịn nhau thêm một chút thì trong nhà mới yên ấm. Sao thổ tú là gì, tốt hay xấu? Sao thổ tú dù không phải là một hung tinh mạnh nhất, nhưng cũng là sao chiếu mệnh chủ về điều xấu liên quan đến quan trường, dễ bị tiểu nhân quấy phá, đi lại kém may mắn. Hạn sao thổ tú còn được gọi là ách tinh, có tai họa, không an yên, hay ngủ mê, đề phòng tiểu nhân hãm hại và không nên đi làm ăn xa. Nhìn chung, sao thổ tú chiếu mệnh mang điều xấu, nên gia chủ cần để ý những việc trong gia đình, tránh mâu thuẫn xung đột không đáng có. Nếu là người chăn nuôi thì không nên tính chuyện mở rộng quy mô, cứ tập trung giữ ổn định tài sản hiện tại qua năm rồi tính tiếp. Tuy nhiên, người mệnh thổ gặp sau này không đáng lo ngại lắm. Trong lòng hay mang nỗi buồn man mác, tâm lý không vững vàng hay hoài nghi, không hăng hái trong công việc làm ăn, song cũng không gặp tai họa gì. Nếu bản mệnh là người cao tuổi thì dễ bị bệnh tật hoành hành, ốm lâu khó khỏi, da trạch bất an hay chiêm bao mộng mị, không nên nuôi con vật gì. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao thổ tú như sau: thổ tú sao ấy phải lo, tuy rằng ít nặng giữ cho vẹn toàn. Tháng 1 tháng 8 chẳng an, kỵ trong 2 tháng thiếp chẳng bi ai. Làm ăn thì cũng có tài, khiến cho đau ốm phải dày tốn hao. Mang lời chịu tiếng biết bao, bán buôn phải giữ kẻo hao mất đồ. Tham tài dục lợi của vô, đem ra thì bị côn đồ đoạt đi. Tin người ngon ngọt phải nguy, thì ân bố đức việc gì cũng qua. 3. Xem tử vi năm 2024 tuổi kỷ dậu năm mạng theo vận hạn. Hạn của tuổi kỷ dậu 1969 năm mạng gặp năm giáp thìn 2024 là hạn ngũ mộ. Hạn ngũ mộ là gì? Khi gặp phải hạn ngũ mộ, trong năm đó chắc chắn có nguy cơ bị mất mát, tiêu tán về tài sản, tiền của. Nhưng nặng nhất là khi mua bán giao dịch, hàng hóa sẽ mua phải đồ kém chất lượng, không tốt. Hoặc khi thực hiện các giao dịch, không có giấy tờ đảm bảo, hóa đơn rõ ràng thì khó mà được bảo hành khi hỏng, hoặc sẽ bị trộm cắp, tịch thu vì hàng mua không có xuất xứ rõ ràng. Ngay cả khi có lòng tốt cho người khác ở nhờ, ngủ nhờ, cũng dẫn tới hao tốn tiền của, vì dễ gặp phải người gian, có tính trộm cắp, gây thiệt hại về tài chính. Hạn ngũ mộ là hạn tốt hay xấu? Hai câu thơ dưới đây sẽ cho bạn thấy rõ hạn ngũ mộ là tốt hay xấu. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, thiên tinh móc phải, dạ tay ngục hình. Vì hạn ngũ mộ là hạn chủ về hao tài tốn của, nên dù ít dù nhiều, dù mất một phần hay nặng nề nhất là mất tất cả, thì cũng khiến cho tinh thần gia chủ đi xuống. Ăn không ngon, ngủ không yên, tâm lý buồn lo, bất an. Hay nói cách khác, hạn ngũ mộ chủ về hao tổn tiền bạc, nhưng dẫn tới nhiều hệ lụy khác. Cụ thể, hạn ngũ mộ được diễn giải như sau: bị kẻ gian lấy tiền của, hàng hóa mua vào kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, khiến cho tài chính suy giảm, thậm chí thua lỗ tới trắng tay, không một xu dính túi. Khi mua hàng không có hóa đơn, chứng từ thì dễ bị vướng vào vấn đề pháp luật, lao lý, mất tiền mà chất lượng chẳng thấy đâu, thậm chí còn bị bắt giữ, gặp rắc rối với pháp luật vì mua bán hàng hóa không chất lượng, hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng,
Ngay cả khi chúng ta có lòng tốt, muốn giúp đỡ người khác, cho vay cho mượn tiền cũng gặp phải rắc rối, khó hoặc không đòi được tiền về. Cho người khác tá túc thì có nguy cơ bị trộm cắp vì gặp phải kẻ gian. Tất cả đều dẫn tới tiêu tán tiền bạc của gia chủ. Cách hóa giải hạn ngũ mộ. Trong 8 niên hạn thì ngũ mộ là một tiểu hạn có liên quan đến tiền của. Để giảm nhẹ họa của hạn ngũ mộ mang đến, bạn cần chú ý một số vấn đề sau. Trong làm ăn buôn bán, cần kiểm tra xuất xứ hàng hóa rõ ràng, không sử dụng các mặt hàng kém chất lượng. Khi nhập hàng về phải có hóa đơn, giấy tờ rõ ràng. Đừng vì một chút lợi nhuận mà nhắm mắt chấp nhận hàng kém chất lượng. Nhỡ như bị công an kiểm tra, tịch thu hàng hóa thì sẽ mất cả chỉ lẫn chài, tay bay vạ gió, rắc rối chồng chất. Về tài sản, tiền bạc của bản mệnh Kỷ Dậu nên giữ cẩn thận, không nên cho vay hay cho mượn dù là bất cứ ai. Chẳng may tiền mất đi thì nghĩa cũng khó giữ. Nên sống hướng thiện, chăm làm việc có ích cho mọi người, cho đi mà không yêu cầu được nhận lại. Tốt nhất, hãy tạo mối quan hệ với những người lương thiện, không kết giao với kẻ xấu. Đặc biệt, nếu đang giữ nhiều tiền, vàng, thì cần tránh cất tại nhà mà hãy gửi tiết kiệm, vừa đảm bảo an toàn lại thu lãi, tránh được trộm cắp. Đứng về quan niệm phong thủy, bạn nên cân nhắc lại các yếu tố ảnh hưởng đến tiền bạc. Để thuận lợi giữ tiền bạc, bạn nên bày những vật phẩm phong thủy có tác dụng trấn an tài sản, hạn chế thất thoát. Không để người lạ vào nhà hay ngủ qua đêm, tránh xảy ra trộm cắp tài sản. 4. Xem tử vi năm 2024 Kỷ Dậu năm mạng theo vận niên. Vận niên tử vi Kỷ Dậu năm mạng 2024 gặp chư phùng hỏa, xấu. Vận niên chư phùng hỏa thể hiện về vận niên ẩn chứa những ý nghĩa xấu, tương ứng với hình ảnh con heo bị quay trên lửa. Gặp vận niên này, chủ mệnh cẩn thận có những biến cố có thể xảy tới trong năm. Thu nhập của bản mệnh Kỷ Dậu không tốt và bận rộn trong công việc. Xét tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969 nam mạng năm 2024 thấy, năm tuổi này nên an phận, làm ăn cũng cẩn thận vì dễ mắc oán. Làm việc gì cũng nên suy xét thận trọng, công danh nhận được hỗ trợ sẽ đạt được thành tựu. Về phương diện tình cảm, tình duyên trong năm không thay đổi nhiều, trừ thời điểm cuối năm. 5. Xem tử vi năm 2024 tuổi Kỷ Dậu nam mạng theo tuổi âm. Tử vi năm 2024 tuổi Kỷ Dậu 1969 nam mạng có hạn tam tai không? Người tuổi Kỷ Dậu cần tránh các năm tam tai Tý, Sửu, Hợi. Năm 2024 Giáp Thìn, theo cách tính thì gia chủ 1969 Kỷ Dậu sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Tử vi năm 2024 tuổi Kỷ Dậu 1969 nam mạng có hạn kim lâu không? Năm 2024 Giáp Thìn, gia chủ 1969 Kỷ Dậu là 56 tuổi, tuổi Mụ. Theo cách tính này, gia chủ sẽ không phạm kim lâu. Tử vi năm 2024 tuổi Kỷ Dậu 1969 nam mạng có hạn hoang ốc không? Năm nay bạn phạm tuổi ngũ thọ tử, phạm hoang ốc. Ngũ thọ tử có câu: ngũ thọ tử có câu, ngũ tử ly, Kỷ Dậu phòng tử biệt. Tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh sinh ly tử biệt. Tử vi năm 2024 tuổi Kỷ Dậu 1969 nam mạng có hạn thái tuế không? Kỷ Dậu 1969 nằm Giáp Thìn 2024 sẽ không phạm thái tuế. Tử vi năm 2024 tuổi Kỷ Dậu 1969 nam mạng có hạn trạch tuổi không? Theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ Kỷ Dậu 1969 năm Giáp Thìn 2024 là trạch đức, là một trong bốn trạch tốt gồm trạch phúc, trạch đức, trạch bảo, trạch lộc. Trạch đức là tốt, bởi vậy gia chủ 1969 nên mua, xây cất hoặc sửa nhà và nên làm các việc trọng đại vào năm 2024 này. Người xưa có thơ rằng: làm nhà cửu trạch vận từng niên, phúc đức bảo lộc phú thọ yên. Nếu gặp bại hư khốc quỷ tử, chốc là sát chủ với thê hiền. Nghĩa là làm nhà phải chú ý trạch từng năm. Các trạch tốt là phúc, đức, bảo, lộc. Các trạch xấu là bại, hư, khốc, quỷ, tử, trừ gia. Tóm lại, năm 2024, gia chủ sinh năm 1969 gặp trạch đức
thì mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm này rất tốt. Tiếp theo là đánh giá vận trình tử vi năm mạng tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, năm 2024 trên các phương diện. Về sự nghiệp, tử vi năm 2024 của 12 con giáp nhận định người tuổi Kỷ Dậu bước vào năm giữa tam tai nên sự nghiệp nhìn chung không có bước tiến triển rõ ràng. Bạn cần nhắc nhở mình cố gắng vươn lên, chớ đầu hàng nghịch cảnh hoặc tạm dừng những kế hoạch của bản mệnh Kỷ Dậu. Vì đến khi bắt đầu lại, bạn sẽ còn gặp phải nhiều trở ngại hơn. Năm 2024 này, quan hệ của bản mệnh với bạn bè, đối tác không thực sự hài hòa. Đôi bên không những mâu thuẫn với nhau vì quan điểm đối lập mà còn vì lợi ích. Khuyên bạn đừng quá tham lam, nghĩ đến việc giành giật công lao của người khác. Song bạn cũng trở nên quá hiền lành, nhu nhược để người khác chiếm mất cái lợi của mình. Trong quá trình làm việc chung, bạn cần hạ cái tôi của mình xuống và trao đổi với mọi người xung quanh nhiều hơn, trở nên khăng khăng làm mọi việc theo ý mình. Nếu biết phát huy sức mạnh của tập thể, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn. Còn nếu tập thể chia rẽ, ai làm việc của người ấy, thì dù có tài giỏi đến đâu, bạn cũng không thể một mình đương đầu hết mọi vấn đề. Vì công việc khó đạt được bước tiến, nên bản mệnh cần tập trung củng cố vị thế của mình. Hãy làm thật tốt các nhiệm vụ được phân công, dù là công việc quen thuộc đi nữa, thì cũng trở nên lơ là. Vì lơ là thì dễ để lại những hậu quả đáng tiếc. Nếu bạn không ngừng cố gắng thì đến một lúc nào đó sẽ lọt vào mắt quý nhân. Hơn nữa, năm nay cũng không chỉ toàn những điều bất chắc. Có một vài thời điểm trong năm, tử vi cát tinh xuất hiện, đem tới cho bạn những cơ hội quý giá. Bản mệnh cần có con mắt tinh đời để nhanh chóng phát hiện và nắm bắt các thời cơ. Thậm chí, dù chưa được thăng chức đi nữa thì bạn vẫn có cơ hội được tăng lương, thưởng nóng. Về tài lộc, tình hình tài chính của người tuổi Kỷ Dậu cũng không có nhiều biến động trong năm 2024 này. Hoặc dù có tăng trưởng cũng là tăng trưởng nhẹ, có thể chưa đạt được mục tiêu mà bạn đã đặt ra từ trước. Với người làm công ăn lương, thái độ làm việc chưa thực sự nhiệt tình. Hơn nữa lại thường xuyên mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến bạn khó có thể được lãnh đạo đánh giá cao. Tuy nhiên, nếu biết thay đổi cách hành xử của mình và tập trung hơn vào nhiệm vụ, thì đến cuối năm, bạn vẫn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng khá. Chuyện làm ăn kinh doanh tiến triển đều đều, nhưng nếu so với đối thủ, thì bạn có thể trở thành người thụt lùi. Khuyên con giáp này nên nhanh chóng đánh giá lại tình hình thị trường, tìm ra phương hướng phát triển phù hợp với bản mệnh Kỷ Dậu. Không thể mãi dậm chân ở những lĩnh vực quen thuộc. Các dự án đầu tư, kinh doanh quy mô lớn cũng có thể chưa thu được lời lãi ngay lập tức trong thời điểm này. Bạn cần có con mắt tinh đời để nhận ra đâu là điểm mình cần thay đổi, đâu là ưu thế mà mình cần phải kiên trì giữ vững. Biết phát huy ưu điểm, bạn sẽ dần vượt lên trên đối thủ và khẳng định được vị thế của mình. Chuyện chi tiêu cũng cần hết sức chú ý trong năm nay, do có hung tinh kiếp sát tác động. Con giáp này dễ vướng phải rắc rối, cần phải sử dụng tiền ngay lập tức. Vì thế, trong việc chi tiêu cho đời sống hàng ngày, bạn cần phải cân nhắc sử dụng tiền bạc hợp lý, chớ vung tay quá chán, rồi cuối cùng khi chuyện cấp bách xảy ra lại phải chạy vậy, nợ nần người khác. Về tình cảm gia đạo, phương diện tình duyên chịu ảnh hưởng của cục diện tự hình nên cũng khó lòng khởi sắc. Có đôi lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản với cuộc sống của mình. Quan hệ vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn, trục trặc bởi đôi bên có những quan điểm bất đồng. Vì ai cũng đề cao quan điểm của cá nhân nên chẳng thể nghe lọt tai ý kiến của người còn lại. Nếu không chú ý hàn gắn, cả hai sẽ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện. Con giáp này cần xác định được điều gì là quan trọng nhất với mình, là lòng tự trọng hay là quan hệ với vợ chồng, con cái. Hãy cân nhắc kỹ trước khi hành xử hoặc nói năng để tránh gây tổn thương cho những người Kỷ Dậu yêu nhất. Với người còn độc thân, dường như bạn chưa sẵn lòng mở cửa trái tim cho người khác. Bạn sợ hãi những tổn thương quá khứ sẽ lặp lại trong tương lai, nên vẫn cứ mãi tiếp tục đời sống độc thân. Nhưng như vậy lại khiến bạn vô tình bỏ lỡ những cơ hội được tận hưởng hạnh phúc. Bản mệnh nên có cái nhìn tích cực hơn về chuyện tình cảm và về mọi người xung quanh mình. Hãy dũng cảm cho một người nào đó cơ hội,
có thể đối phương sẽ là người giúp bạn bước qua quá khứ. Về sức khỏe, do tác động của hung tinh nên người tuổi Kỷ Dậu cũng cần phải giữ gìn sức khỏe của mình. Khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, bạn cần giữ đầu óc tỉnh táo, tránh làm việc khi mệt mỏi, kẻo dễ gây tai nạn đáng tiếc, thậm chí phải mổ xẻ, chạy chữa. Cuộc sống có nhiều áp lực, bản mệnh cần giải tỏa bằng cách tâm sự với những người thân thiết, đáng tin cậy hoặc tham gia vào các hoạt động thể thao, giải trí, hoạt động tập thể. Bạn không nên giữ mọi chuyện trong lòng, khiến bản thân ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng cần giữ gìn sức khỏe, duy trì một lối sống lành mạnh. Ở độ tuổi nào đi nữa, bạn cũng không nên làm việc quá sức, để khi đổ bệnh rồi lại phải tốn công, tốn tiền chữa trị. Dưới đây là dự đoán tử vi 12 tháng năm 2024 của tuổi Kỷ Dậu 1969 nam mạng. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Kỷ Dậu không gặp được nhiều thuận lợi trong tháng đầu tiên của năm mới. Thời điểm này, bạn hạn chế đưa ra các quyết định đầu tư, kinh doanh hoặc chi tiêu tốn kém, kẻo cuối cùng lại đổ sông đổ bể. Bản mệnh cũng chú ý giữ gìn các mối quan hệ của mình, tránh mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Bạn bè, đồng nghiệp hay đối tác cần phải giữ hòa khí thì mới có thể chung tay hoàn thành công việc. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Sang tháng 2, vận trình của bản mệnh có nhiều chuyển biến tích cực, thích hợp cho các việc hợp tác làm ăn. Người làm công ăn lương cũng gặp được nhiều điều may mắn hơn trong công việc, được cấp trên giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Tháng này, người tuổi Kỷ Dậu có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho những cơ hội hiếm người có được. Nếu biết nắm bắt, bạn có thể bước lên vị trí cao hơn. Nhưng nếu rụt rè lo ngại thì dễ để cơ hội trôi qua đáng tiếc. Trong gia đình, vợ chồng đôi khi vẫn xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn. Bạn cần tìm cách hóa giải tình trạng này càng sớm càng tốt. Nếu không, mối quan hệ sẽ ngày càng trở nên căng thẳng, dẫn đến tình trạng không cứu vãn được. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Con giáp này không gặp được nhiều may mắn trong tháng 4. Thậm chí nhiều công việc bất ngờ xảy ra sự cố, khiến bạn phải tốn thêm nhiều thời gian để giải quyết. Tốt nhất, bạn không nên hành xử nóng nảy, khiến mọi việc càng lâm vào bế tắc. Tài lộc không có nhiều tiến triển đáng kể, chủ yếu là vì bạn gặp phải đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Bản mệnh không nên quá nông nổi hoặc hiếu thắng, kẻo dễ mắc sai lầm. Hãy xác định lợi thế của mình là gì, rồi có hướng phát triển phù hợp. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Kỷ Dậu cần phải nghiêm túc trong công việc vào tháng 5. Trở nên được chăng hay chớ, tạo ấn tượng không tốt đẹp cho người làm lãnh đạo. Khi đi làm, bạn cần phải tuân theo những quy định của tập thể. Cuộc sống áp lực khiến bạn dễ trút những cơn nóng giận của mình lên đầu người ấy. Nhưng hành động đó sẽ khiến mối quan hệ của hai người nhanh chóng rạn nứt. Thay bằng nóng nảy, bạn nên tâm sự với nửa kia nhiều hơn. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Một số cơ hội sẽ đến với người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 6 năm 2024. Nhưng bạn không thể chỉ há miệng chờ sung mà cần tích cực giành lấy. Cơ hội chỉ dành cho những ai xứng đáng. Nếu cố gắng, bạn sẽ gặt hái được những thành tựu nhất định. Người làm ăn kinh doanh sẽ gặp được một vài đối tác khá triển vọng. Đôi bên nên tìm hiểu kỹ về nhau trước khi đi đến quyết định hợp tác. Như vậy sẽ giảm bớt được nhiều mâu thuẫn, bất đồng về lợi ích trong tương lai. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch. Công việc của con giáp này gặp phải đôi chút khó khăn trong tháng 7. Tuy nhiên, đây cũng chính là cơ hội để bản mệnh phát hiện ra tiềm năng của mình. Vì thế, đừng đầu hàng khó khăn hoặc bỏ dở giữa chừng khi công việc không được như ý. Tử vi tháng 8 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Kỷ Dậu dễ phạm tiểu nhân trong thời điểm này, dẫn đến công việc khó có thể tiến triển như ý muốn. Bạn cần khéo léo hơn trong cách hành xử, không nên làm mất lòng mọi người xung quanh. Tình hình kinh doanh buôn bán khá ế ẩm vì bạn không bắt kịp với xu thế thị trường. Con giáp này cần có tầm nhìn rộng hơn, chứ không thể chỉ loanh quanh mãi với những điều quen thuộc. Đối thủ có thể nhân lúc này vượt xa bạn đấy. Tử vi tháng 9 năm 2024 âm lịch.
bước sang tháng 9, mọi việc có dấu hiệu hòa hoãn, bạn cũng có thể cho phép mình được nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên, bạn vẫn không được phép lơ là trong công việc, kẻo những lỗi lầm nhỏ vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Quý nhân có thể xuất hiện, giới thiệu cho bạn cơ hội đáng thử sức. Đừng chần chừ do dự, kẻo cơ hội sẽ trôi qua rất nhanh. Con giáp này nên tin tưởng vào bản thân mình nhiều hơn. Đừng lo sợ bản thân mình thua kém người khác. Tử vi tháng 10 năm 2024 âm lịch. Bản tính nóng nảy có thể đẩy bản mệnh vướng vào vòng thị phi, mâu thuẫn trong tháng 10. Con giáp này cần biết mình là ai, mình đang đứng ở vị trí nào để hành xử cho đúng. Đặc biệt, không nên chủ động gây hấn với người quyền cao chức trọng. Phương diện tình duyên cũng khá nhạt nhòa khi vợ chồng bận rộn với sự nghiệp của bản thân mà quên không quan tâm đến nửa kia. Hai người cần phải chia sẻ với nhau nhiều hơn. Thông qua quá trình đó, tìm thấy động lực để tiếp tục cố gắng. Tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch. Tử vi tháng 11 này nhận định người tuổi Kỷ Dậu nên xem xét hợp tác với mọi người xung quanh nhiều hơn. Nếu mọi người biết đồng tâm hiệp lực, việc khó đến mấy cũng có thể giải quyết dễ dàng. Còn nếu đơn thân độc mã, bạn sẽ phải chịu đựng nhiều áp lực, thường xuyên mệt mỏi, thậm chí lâm vào bế tắc. Tử vi tháng 12 năm 2024 âm lịch. Công việc bước vào giai đoạn nước rút khiến bạn cảm thấy khá mệt mỏi. Song cũng vì thế mà bạn nhìn thấy mục tiêu để cố gắng. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, bạn sẽ nhận được một khoản tiền lương, tiền thưởng cuối năm kha khá. Cuối năm là thời điểm thích hợp để bản mệnh nhìn nhận lại những gì mình đã làm trong suốt một năm vừa qua, để rút kinh nghiệm và có hướng thay đổi phù hợp. Tổng kết và phương pháp hóa giải vận xui cho tuổi Kỷ Dậu 1969 năm mạng trong năm 2024. Nhận định chung về tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2024 có dấu hiệu tăng trưởng nhẹ so với năm trước. Nhưng để có được sự phát triển bùng nổ, e rằng đương số vẫn phải nỗ lực chờ thời. Dưới đây là cách hóa giải vận xui năm 2024 cho tuổi Kỷ Dậu theo từng phương diện. Về công việc, vì không gặp quá nhiều khó khăn hay thách thức, nhưng kèm với đó chưa thấy tín hiệu khởi sắc rõ rệt. Đương số vừa làm, vừa trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm cũng như tay nghề. Đợi tới lúc thời cơ chín muồi, có thể thừa thắng mà xông lên. Hứa hẹn sẽ gặt hái thành quả tốt. Nhưng trước đó, hãy học cách khiêm tốn và kiên trì với những mục tiêu đã đề ra nhé. Nếu chỉ làm cho có lệ hoặc làm việc tùy hứng, e rằng sớm muộn gì bạn cũng phải bỏ cuộc giữa chừng. Về tiền bạc, phương diện này biến động không quá mạnh. Bản mệnh vẫn làm chủ sự cân đối về tài chính, nên hiếm khi phải chịu cảnh nợ nần. Nếu có thể, hãy nghĩ tới một số kênh đầu tư trước này bạn chưa từng tìm hiểu để khai mở điều mới lạ. Biết đâu bạn sẽ tìm được kênh phù hợp giúp gà đẻ trứng vàng, thúc đẩy tài lộc dồi dào. Về tình cảm, lấy dĩ hỏa vi quý làm phương châm sống trong năm. Chỉ có như vậy mới hạn chế được những xung đột xảy ra trong gia đình bạn. Về sức khỏe, trong năm nên hạn chế đi xa, đặc biệt là tới nơi nhiều âm khí hoặc nguy hiểm như núi cao, vực sâu, để phòng bất trắc. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, người giỏi hơn bạn có vô vàn, nhưng người kém hơn bạn cũng không hề ít. Một điều bạn cần nhớ chính là bạn là duy nhất trên thế giới này. Hãy là chính mình, chỉ khi đó bạn mới thực sự hạnh phúc. Câu chuyện về người gánh nước và chiếc bình nứt. Chuyện kể rằng, ở một ngôi làng nọ, có một người đi gánh nước thuê bằng hai chiếc bình lớn. Mỗi chiếc bình được treo ở mỗi đầu của chiếc gậy mà ông gánh trên cổ. Trong hai chiếc bình, một bình có vết nứt thì chỉ mang được một bình nước về nhà chủ. Một bình còn nguyên vẹn và luôn được đầy nước sau mỗi chuyến đi bộ dài lấy nước từ suối về nhà chủ. Điều lạ là, trong suốt hai năm qua, điều này vẫn lặp đi lặp lại mỗi ngày. Người mang nước mỗi lần chỉ mang được một bình rưỡi nước về cho chủ nhân của ngôi nhà. Chiếc bình nguyên vẹn rất tự hào vì sự thể hiện của mình, từ hình dáng cho đến sứ mệnh được đầy nước của nó. Còn chiếc bình nứt luôn cảm thấy thật hổ thẹn vì sự không hoàn hảo của bản thân. Nó đau khổ khi nghĩ rằng nó chỉ thực hiện được một nửa những gì nó phải làm. Nó đau khổ khi nghĩ rằng nó chỉ thực hiện được một nửa những gì nó phải làm. Trong suốt 2 năm,
điều nó nhận thức được chỉ là sự thất bại của bản thân. Một ngày kia, khi đang lấy nước từ dòng suối, Bình Nhất liền nói với người gánh nước: "Tôi thấy xấu hổ vì bản thân mình, tôi cũng muốn xin lỗi ông rất nhiều." Người gánh nước hỏi lại: "Vì sao vậy? Sao người phải cảm thấy xấu hổ?" Trích Bình liền trả lời: "Trong 2 năm qua, tôi chỉ có thể mang được một nửa lượng nước ông lấy từ suối về, vì vết nứt trên thân tôi đã khiến cho nước bị rò rỉ trên đường khi ông gánh đến nhà người chủ. Bởi vì tôi thiếu nguyên vẹn, không hoàn hảo, khiến ông không nhận được thù lao xứng đáng với những công sức nỗ lực ông đã bỏ ra." Người gánh nước cảm thấy rất buồn và tiếc thay cho chiếc bình nứt cũ này. Động lòng trắc ẩn, ông đã nói: "Đợi lát nữa, trên đường trở về nhà của chủ, ta muốn người hãy để ý đến những bông hoa xinh đẹp bên đường." Khi người gánh nước gánh 2 chiếc bình lên đến đồi, chiếc bình nứt đã nhận thấy rằng ánh mặt trời ấm áp đang chiếu lên những bông hoa dại xinh đẹp ở phía bên của con đường. Chính sự xinh đẹp của cuộc sống này đã giúp nó phấn khởi lên một chút. Nhưng đến cuối đường mòn, nó lại cảm thấy thật tồi tệ vì nó đã bị rò rỉ ra một nửa lượng nước. Vì vậy, một lần nữa, nó xin lỗi người gánh nước vì sự thất bại của mình. Người gánh nước nói với chiếc bình nứt: "Người có nhận thấy rằng hoa chỉ mọc ở bên đường của ngươi, chứ không phải ở phía bên kia của chiếc bình hoàn hảo. Đó là bởi vì ta luôn biết về vết nứt của ngươi và ta đã tận dụng nó. Ta trồng hạt giống hoa ở bên cạnh con đường phía ngươi, và mỗi ngày trong khi chúng ta đi bộ trở lại từ dòng suối, ngươi đã tưới nước cho những hạt mầm đó đâm nụ nở hoa. Trong 2 năm qua, ta đã có thể chọn những bông hoa tuyệt đẹp này để trang trí lên bàn của nhà ông chủ. Hãy cứ là chính mình, hãy sống theo những gì mà ngươi đang có. Bởi nếu không có ngươi, ta sẽ không thể mang sự xinh đẹp này đến cho người khác. Bài học đừng coi nhẹ mình không bằng người khác, hãy là chính mình. Hãy là chính mình. Ai sinh ra đâu phải đã hoàn hảo, ai cũng có những thiếu sót của bản thân. Nói đơn giản, chúng ta đều là những cái bình nứt. Nhưng trên thế giới này, không có gì là lãng phí cả. Bạn có thể nghĩ rằng mình giống như cái bình bị nứt, làm việc không hiệu quả hoặc vô ích ở những phạm vi nhất định trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, bằng cách này hay cách khác, những sai sót này của bạn có thể mang đến những điều tốt đẹp, nhưng rất khó để nhận ra cho người khác. Đừng bao giờ coi nhẹ bản thân mình khi bạn không bằng người khác. Trong cuộc sống, người giỏi hơn bạn có vô vàn, nhưng người kém hơn bạn cũng không hề ít. Một điều bạn cần nhớ chính là bạn là duy nhất trên thế giới này. Vì vậy, hãy luôn tự hào và sống đúng như những gì bạn có. Hãy là chính mình và mang đến những điều tốt đẹp cho mọi người, cho cuộc sống và cho chính bản thân bạn. Chỉ khi bạn là bạn thì mới cảm nhận hạnh phúc đích thực trên đời này.